bạn đã quay trở lại chương trình hướng dẫn cắt hoa. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn một cái mẫu hoa mình có thể mình tặng cho thầy cô hoặc là nhân dịp những ngày 18 tháng 3 hoặc là 20 tháng 11 tùy các bạn áp dụng vào đâu ha. Ok, đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị là một cái hộp gỗ. Các bạn không nhất thiết cứ phải là có cái hộp gỗ giống như này ha, các bạn có một cái hộp gỗ nào cũng được. Mình sẽ cắt một cục xốp như thế này, mình đặt lên, mình đang đặt cái bao ni lông bao quanh này. Đấy, mình đặt bao ni lông bao quanh là giúp cho nước không thì chảy ra ngoài, nó không bị thấm xuống dưới cái hộp gỗ mình luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cắm hoa. Thì đây là cái kiểu hoa trúc hồng cắm theo dạng tròn. Đó. Lúc mà mình cắm theo dạng tròn như thế này thì có rất là nhiều bạn vô nói comment là ồ, mình cắm được thì ghế đi lên, mỗi một vòng mình sẽ cộng 2 cm. Đó, một lần á mình cũng cộng 2 cm, còn mình cắm từ trên đi xuống cũng được luôn ha. Thì nó có rất là nhiều kiểu các bạn, mình cắm từ trên đi xuống xong sau đó mình sẽ cắm ra giống như là mình vô cọc cũng được ha. Rồi ở đây mình đang cắm là cách nhau gần một mặt bông. Các bạn mà cắm càng dày á thì mình sẽ càng có bông nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ cắm vô tôi từng phần, mình có cắm theo kiểu nào. Thực ra các bạn muốn cắm kiểu gì cũng được, để sao nó tròn quá. Và khi mà các bạn nhìn cắm đó thì mỗi người dạy một kiểu, tại vì do cái thói quen của cái giáo viên đó. Cũng có sao đâu, các bạn cứ áp dụng vào, các bạn cắm được là tốt rồi. Mình cắm như thế này. Cái này là mình đang đi xuống tầng thứ 3, các bạn thấy không? Tầng thứ 3 thì nó là những cái chỗ mà nó có cái khe này, của tầng thứ 2 mình sẽ cắm vô một vòng. Rồi bây giờ mình mà ở cái tầng 3 này mình muốn làm dày hơn thì mình lại để nó vô một vòng nữa, hai bông hai bên nữa. Vì cái này mình đang cố tình cắm thưa đó các bạn, không phải là cắm. Ok, thì đi xuống. Cái vòng của các bạn nó càng to thì các bạn sẽ càng tốn công, không nhiều. Cái vòng này mình mua hôm nay nó hơi bút. vòng cuối mình cắm cho nó xòe. Bây giờ bước tiếp theo Vậy là mình đã xong được một cái lẵng hoa hình tròn và mình sử dụng là hoa hồng cổ và hồng cánh sen ha. Đó, tiếp theo là mình sẽ đệm một số những cái bông hoa cúc ngắn tím vào trong cái bình hoa này, và mình có dùng cái lá đệm ở đây, đó chính là cái lá tùng nho. Đó. Okay, vậy là mình đã xong được một cái lẵng hoa mà các bạn có thể đem đi chúc mừng, làm quà tặng cho những người thân yêu của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn mà thấy thích cái bình hoa này hãy nhấn like cho mình ha.